Vâng, chào anh em. Hôm nay là chính ra là ổ thứ hai rồi, ổ thứ ba rồi. Nhưng mà tôi chưa câu được buổi nào, toàn là bọn em nó đi câu. Hôm nay là với tôi, đây là khai trương thùng thính ổ. Đây, nguyên liệu các thứ thì hôm nay tôi chuẩn bị hết rồi. Thời tiết ở Hà Nội bây giờ nó khoảng 13 độ. À, đi câu cái thời tiết này thì nó hơi hơi khó một chút. Hôm qua thằng cu em nó ngồi giật cũng không ăn thua được một con mè bông hai con chép. Đây, thùng thính ổ bắt đầu này. Cái này thì hôm bây giờ nó không có men đâu. Hôm trước thì tôi mới vét được cái lọ to đây sang, tôi cho vào đây này, đẩy lên trên sốc này đấy. Hôm trước có bạn hỏi bảo bạn ấy có nước có làm sao không, đây tôi cũng có nước này. À, hôm nay là ngấu nó ngon lắm rồi, hôm nay mười mấy ngày rồi, may không khéo phải gần 20 ngày đấy, tôi không nhớ rõ ngày lắm. Bây giờ tôi sẽ trộn ổ đầu tiên trong cái thùng tính ổ này. Thực ra thì tôi đang muốn cho thời tiết nó ấm lên một chút để đi câu, thế nhưng mà chờ mãi nó không ấm. Nhiệt độ bây giờ đi ra ngoài chắc nó chỉ khoảng tầm 15-16 độ thôi, khá là lạnh. Còn ở trong dâm thì nó khoảng mười mấy độ, 14-15 độ. Cái thời tiết mà nó vênh nhau nó quá 10 độ rất chi là khó câu. Ok, bây giờ tôi sẽ trộn cái ổ thính nền, đánh cái bài mồi rất chi là quen thuộc. Đấy anh em, cái bài mồi này thực ra thì nó quá quen rồi, anh em có thể xem qua rồi thì thôi, có thể không xem mà xem cho vui thì xem. Rồi, sau khi lấy thính nền xong đây anh em lại đậy kín cái thùng thính nền này lại thôi. Lại túi ni lông. Đậy kín lại. Lấy tay dận cái mặt kia xuống thì tốt hơn. Nhưng mà tôi lười. Mẻ của tôi thì khá lâu rồi, tôi quên không cho ăn, không biết là nó đã hỏng chưa. Là 2 cân cắm gạo này, giờ sẽ chia đôi cho tôi lấy một nửa, thì chỉ cũng chỉ áng chừng thôi chứ. Thính chảo này tôi mới mua một bịch nhỉ, mua một bịch mới. Ok, giờ đảo chung hai cái này lên. Thực ra cái này nếu mà anh em mà rang được cám lên ấy thì tốt. Rang cám lên để đánh nó hiệu quả hơn. Ở đây tôi cũng xin tiện thông báo với anh em luôn là cái lăng xê hết rồi, hiện tại là hết nhá. Anh em muốn lấy lăng xê thì để sau vậy, vì hiện tại không còn bộ nào cả, còn có mấy bộ tôi đi câu thôi.
Ok, thính nền với cả cám gạo này. Sai này, anh em mà hỏi thính nền là cái gì thì vào trong kênh xem. Đây những anh em mới. Mẻ chua, rất chi là chua. Nó cực cực kỳ ngấu rồi. Cho hơi hơi nhiều thôi. Xốp anh em cho khoảng hơn một bát, bát rưỡi, cho nhiều quá nó sẽ bị nổi cả ổ thính lên đấy. Rồi anh em đảo sơ cái lên, không cần đảo kỹ cái này. Ok. Đấy, cái thính nền nó đã có mấy thứ rồi, ba bốn thứ rồi. Đây gọi cam trứng này, 10.000 túi. Rồi thính chảo, đây, thính chảo là cứ 2 cân ở đây, tôi câu chỉ được khoảng 3 ổ thôi là hết. Hai cân câu 3 ổ hết, hết 2 cân thính chảo. Toàn áng chừng không à, cũng không bao giờ cân cả, áng chừng nó khoảng 7 lạng. Rồi ok, cho thêm mấy quả trứng đập xung quanh nữa. Anh em mua cái trứng gà đỏ này cho nó rẻ này, nó ở đây nó bán là 10.000 bốn quả. À, mùa hè thì thường tôi cho 3 quả, mùa đông thì cho 4 quả. Rồi thế là đã có khoảng 5-6 cân thính rồi, giờ chỉ việc đổ vào túi bóng và đi trình chiến thôi, rất đơn giản. Tôi câu cả mùa đông cả mùa hè cái bài này luôn.
Ok, như vậy là hoàn thành 60 hồ thính lục. Câu trôi mè chép. Nhưng mà chủ yếu của nó là trôi, mè mè. Nó còn chấm chép vẫn lên. Tỷ lệ lên của nó thấp hơn. Ok anh em. Cái túi này là túi chẳng biết là túi mấy cân. Đấy anh em. Đây thì có ít thính lăng xê. Tôi nghĩ chắc là bị hỏng. Tôi để quên ở ngoài. Đây, nó mốc mất rồi. Nó lên men mất rồi. Mốc rồi. Đây này nó mốc lấm tấm rồi. Vứt đi thì phí. Tôi bỏ ra tôi chưa. Cố trộn thêm một ít đồ linh tinh xem câu nó có được không. Mọi khi về hay bỏ vào tủ lạnh. Nhưng mà hôm rồi cứ về đi câu về quên. Đây lại còn một cục gói ở đây nữa. Ôi giờ cũng lên, cũng mốc trắng thiu thiu rồi. Kệ, cục này gói ở đây để cho thằng em nó ném trộm, nó đi câu nó ném trộm nó quên quên mất. Bác chú cái chìa khóa xe của quán doanh, bác lấy đồ ở trong cốp. Để cốp xe luôn. Tôi cho thêm một chút đồ vào nữa. Đó như này nhão này anh em này. Mà cái như này ném như này, này nhão như này này. Đây, anh em nhão như này này, ném năng xe là mới là chuẩn. Đó, nhìn này, ném ra mặt nước làm sao nó không bung ra được. Rất chi là nhão này, nhìn thấy không, rất nhão. Nhưng mà như này mà mấy anh em mà không biết vụt là nó sẽ bị bung ra đấy. Anh em trộn lăng xê để ý một chút. Tôi sẽ cho thêm một chút đồ cho nó dậy mùi lên, cho thêm một ít chất tàu, một chút mồi của tôi cho nó dậy cái mùi lại thính đi, cho nó bớt cái mùi thiu đi. Rồi chiều ra hồ đánh thử xem ngâm khoảng tầm đâu khoảng 1-2 tiếng thì bỏ ra ngâm 1-2 cục xem nó như nào. Mở chú cốc xe. Mở được 6 lít. Mở được 6. Đây. Chìa khóa là bao nhiêu? Đấy, chắp tàu. Và tí mồi của tôi, đây cái mồi bán cho anh em này. Tôi bỏ đây toàn là thừa thì tôi mới cho vào đây thôi. Bây giờ tôi toàn là trộn cho anh em cho mà thừa một hai lạng thì tôi cho vào đây. Đang không biết nó có ra cái gì không. Vì mồi nó thiêu rồi. Nó hỏng hỏng mất rồi. Ok, 1/3 quả chất độc.
Thiêu quá, bó ra trong thiêu quá. Rồi. Nó chả lên cái mùi gì. Đây anh em này. Chỗ này anh em nhìn kỹ này, nó còn mốc xanh ra rồi này. Nó mốc mốc nó xanh ra rồi. Khí của dài. Chả ra cái mùi gì bởi vì nó mùi nó thiêu quá rồi, làm cái này nó không câu được đấy, giờ thôi nó lãng phí. Mà cho thêm một ít ngọt nữa cho nó dậy mùi. Ô xem nào, ra đi không? Loanh quanh phải đến nửa quá chắc tàu rồi, chưa lên được mùi. Tại vì nó thiêu quá. Trời lạnh này để quên ở ngoài 1-2 hôm thì không sao, tôi đã quên đến 5 hôm rồi, 5-6 hôm rồi. Nên là hôm trước trộn cho thằng cu em nó đi nó câu, cửa về thì bảo nó mang về. Thôi, không ăn thua. Này, không ăn thua đâu. Một thôi, kệ. Đang đi đánh đỡ phí vậy. Được thì được, trả được thì thôi. Không ra cái mùi gì cả. Không được anh em ạ, à, chắc nó hỏng rồi. Này chắc hỏng. Nó mốc nặng quá. Nó vứt đi thì phí quá. Chỗ này bao tiền? Chỗ này cũng phải dăm chục. Bỏ thì thương, vương thì tội. Không thể lên được cái mùi ban đầu, chỉ hơi hơi thôi. Thôi kệ, mang đi đánh được thì được, chả được thì thôi. Rồi bây giờ thì sáng đi mua đồ, nếu mà chuẩn bị đánh sẵn sàng lăng xê thì sáng phải đi chuẩn bị đồ cả. Bây giờ ra chợ thì chả có cái gì. Ok anh em.